nặng dữ bay. Ui. Mệt quá. Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Đức Huy Mobile Channel. Và chắc chắn là mọi người sẽ rất là thắc mắc cho đem một cái túi gì lên đây. Đây là một cái túi do đứng trả lương trên ở phía trên đưa xuống. Hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Xiaomi và Danh vẫn chưa biết tìm hiểu gì. Thì Danh sẽ được phát một cái túi như vậy và mọi người sẽ cùng Danh đổ ra xem coi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nổ về sản phẩm nào mọi người nha. Ui ui, nhiều quá anh em ạ. Trời ơi, quá trời luôn. Quá trời. Gì mà quá trời vậy? Rồi, hết rồi anh em ơi. Quá trời luôn. Rồi, có một nhận xét đầu tiên đó là cái túi này rất là dơ. Rồi, hiện tại thì trong cái túi này chúng ta sẽ có rất là nhiều sản phẩm, nào là Mi 8 SE phiên bản 664GB, Note 7, 664, 464 đầy nhóc hết. Mi 8 Lite, Black Shark, quá trời à. Và nếu như mà chọn thì Danh nghĩ là... chả biết chọn gì anh em ạ. Thì thông báo cho anh em luôn, hiện tại những mặt hàng này đang có mặt tại Đức Huy Mobile mọi người nha. Số lượng này rất nhiều, anh em có thể ghé mua hoặc là không mua để trải nghiệm cũng được, rất là thoải mái. Mọi người cứ ghé showroom Đức Huy Mobile để trải nghiệm mọi người nha. Rồi quay, bây giờ quay lại vấn đề này, tí xíu hồi xếp live bây giờ. Nếu như mà giờ Mi 8 Lite đúng không? Mi 8 Lite giờ nó có gì review, lẽ giờ nói là Mi 8 Lite đã có bản cập nhật Mi 10. Nó nhảm chết mồ hôi dẹp Mi 8 Lite bằng bên. Mi 5C, đây mọi người thấy không? Con Xiaomi Redmi 5C. Con này là cái con mà không phải ai cũng biết. Nên nếu bây giờ Danh review cho anh em xem, nó nói là quá quỷ gì mà review gì trời, thôi dẹp qua bên luôn. Tí xíu dành một bài video sau. Rồi Mi 8 SE, Mi 8 SE thì chắc phải đợi con thằng Redmi Note 7 Pro về để so sánh với con này quá. Nên thôi Mi 8 SE dẹp qua bên luôn. Black Shark thì Danh cũng mới vừa làm một cái video ngày hôm qua, anh em có thể truy cập theo link Đức Huy Mobile Channel. Là Black Shark đã có tiếng Việt rồi anh em nhé. Nếu như anh em nào mà không muốn xem về Black Shark, anh em có thể mua Black Shark tại Đức Huy Mobile đã có cài tiếng Việt rồi, không cần phải chờ 15 ngày. Rồi như vậy cuối cùng còn lại chúng ta còn Xiaomi Redmi Note 7. Rồi chọn sản phẩm này thôi. Rồi sau khi một hồi lựa chọn, chúng ta đã chọn ra phiên bản Xiaomi Redmi Note 7. Và ngày thông tin ngày hôm nay Danh muốn mang đến cho mọi người đó chính là về giá cả của phiên bản Redmi Note 7 hàng sách tay so với hàng chính hãng như thế nào. Thực sự thì bây giờ anh em bây giờ ở cộng đồng Xiaomi, Danh thấy là lăn lướt trên những cộng đồng mạng của Xiaomi hay những cái forum của Xiaomi các kiểu, thì bây giờ thấy là anh em đang nháo nhào lên bởi vì giá hàng chính hãng bây giờ nó gần bằng giá hàng sách tay anh em ạ. À, có nghĩa nó rẻ rẻ gần bằng như vậy. Danh nhớ không lầm là phiên bản 464GB hàng chính hãng Thế Giới Động đang để giá dự kiến là 4.990.000, mà trong khi đó hàng sách tay đang được bán trên thị trường chỉ với giá là 4.590.000 đồng, tức là trên nhau có 400.000 thôi anh em. 400.000 tin được không? Trời ơi, Tiki sell 96% tôi còn chưa tin đó, mấy này sao tôi tin được trời. Trời ơi, tin được không? Tiki sell 91% trên lệch một số tiền, trên lệch với 400.000 đó, nếu mà này Danh sẽ mua hàng công ty luôn. Bởi vì sao? Danh sẽ phân tích cho mọi người xem là tại sao chúng ta mua hàng công ty nếu nó với cái giá là 4.990.000. Điều đầu tiên đó chính là chế độ bảo hành. Phiên bản Redmi Note 7 ở bản chính hãng tại Việt Nam sẽ được bảo hành lên tận 18 tháng tại những trung tâm ủy quyền của Xiaomi, tại các Mi Store hay thậm chí những nơi nào bảo hành của Xiaomi, anh em cứ lủi vào trong đó là được bảo hành 18 tháng. Chứ không phải là bảo hành là dọn dẹp trong vòng 1 năm phần cứng trên main và 1 tháng của màn hình đâu. Và vậy là với 400.000 chúng ta không cần phải mua bảo hành vàng mà chúng ta có thể chơi thẳng hàng sách tay công ty luôn. Nhưng mà điều thứ hai mà chúng ta sẽ đổi lại được là cái gì? Đó chính là một cái phần mềm. Quá trời tiếng Việt luôn, anh em bao nhiêu tiếng Việt cũng có cả. Và chúng ta sẽ bye bye với Baidu và chúng ta sẽ bye bye hết những cái thứ gì gọi là gì dẻo dạy ái dụ gì đó, đó là cái kiểu chúng ta tính năng đó đó, chúng ta sẽ bye bye nó luôn đó. Và chúng ta sẽ đem lại một cái hệ điều hành full Google, sẽ không có những cái lỗi bằng so với những cái bản mà ROM mà EU hay ROM Global Stable mà khi chúng ta cài trên mạng sách tay là chúng ta sẽ bỏ hết. Như vậy là với 400.000 đó, Danh đã phân tích cho mọi người hai ưu điểm mà hàng công ty chính hãng hơn hàng sách tay rất nhiều đúng không ạ. Và thật ra thì Danh thấy không tin được. Bởi sao? Không thể tin được là trong khi đó hàng công ty nó lại quá rẻ, trong khi hàng sách tay nó gần bằng như vậy. Thật sự là không thể tin, đây là một cái tin cực kỳ là chấm hỏi và chấm ngàn chấm luôn. Đèo tin. Và điều thứ ba mà Danh muốn nói đây giữa phiên bản hàng sách tay với phiên bản hàng công ty đó là
hàng công ty sẽ giải quyết một cái vấn đề mà anh em GrabBuy, GoViet hay thậm chí là Foodie đang gặp phải và đang lo lắng, đó chính là GPS. Nếu như mọi người đã xài GPS trên phiên bản tiếng Việt ở trên phiên bản hàng sách tay thì anh em sẽ cảm giác là nó chưa được hỗ trợ gần như là tối đa 100%, mà kiểu nó hỗ trợ khoảng nửa vời ấy, tầm 70%, 80%, nên kiểu xài cũng hơi khó chịu. Nên nhưng mà trên phiên bản hàng công ty nó sẽ hỗ trợ fix hết cho anh em luôn. Như vậy là chúng ta đã vừa phân tích xong 3 điểm mạnh mà hàng công ty so với hàng sách tay có cái gì. Và đương nhiên là Danh suy nghĩ nó sẽ có những điểm mạnh hơn nữa, nhưng mà tại do Danh chưa được cầm phiên bản chính thống của hàng DigiWorld nên Danh không thể cho anh em những review chi tiết hơn, thì anh em thông cảm. Và Danh cũng nói luôn, đây là theo cảm nhận cá riêng Danh đó, đó là thực ra thì đối với hàng công ty mà nó để giá như vậy thì thật sự Danh vẫn chưa tin lắm. Bởi vì đây chủ yếu là giá dự kiến thôi anh em ạ. Còn giá dự kiến của bạn DigiWorld ở bên kia cơ. Nhưng mà khi về Việt Nam mình, Danh nghĩ chắc phải có thuế má các kiểu lên, rồi thuế cha, thuế mẹ, thuế ông nội gì đó, nó sẽ đội cái giá lên khoảng tầm quèo lắm cũng phải 700. Chứ hàng sách tay với hàng công ty mình chênh nhau 400 ngàn là chắc sách tay nó khóc chết luôn, nó sẽ bảo là mày chơi vậy ai chơi kiểu vậy đó. Đó thì đùa vui như vậy thôi anh em nha, anh em đừng có ném đá nha. Nhưng mà thật sự Danh nói là một điều vậy, nếu như anh em nào đang tiếc tiền hay đang đúng thiếu tiền á, anh em có thể mua hàng sách tay nên xài vẫn được. Anh em chỉ cần chờ 15 ngày là anh em có tiếng Việt nên xài. Và phiên bản tiếng Việt đang được cộng đồng mạng fix gần như là ổn định, Danh thấy là fix gần như ổn định đó. Còn phần GPS thì chưa test được, tại vì chưa có cơ hội mua Redmi Note 7 này mà. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc xong video liên quan tới Redmi Note 7 và thông tin của phiên bản công ty với sách tay. Nếu như anh em nào có những thông tin mới nhất, cập nhật nhất thì anh em hãy comment ngay dưới video này để cho Danh cùng với mọi người cùng biết mọi người nha. Và đừng quên mọi người ơi, nếu như anh em nào đang muốn trải nghiệm những dòng Xiaomi thì hãy ghé showroom của Đức Huy Mobile để trải nghiệm, không cần mua máy cũng được, xem Danh bảo thế đấy, không cần mua máy cũng được. Đấy. Rồi bây giờ xin chào hẹn lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào hẹn lại mọi người nha. Redmi Note 7 đang có hàng nhiều anh em nhé, đủ màu, đủ phiên bản luôn và giá đang rất rẻ. Xin chào mọi người.